ăn thuận thân, ngủ thuận trời, bí quyết dưỡng sinh trí tuệ, giúp bạn cả đời khỏe thọ. Quý vị thân mến, ai cũng biết, ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Thế nhưng dưỡng sinh của đời người cũng chỉ xoay quanh hai việc ăn uống và ngủ nghỉ. Vậy làm sao để làm tốt hai việc này, để cả đời không bị mất ngủ, sống khỏe sống thọ đây? Hãy cùng Bờ Tỉnh Thức theo dõi hết video hôm nay, quý vị có thể tăng thêm thọ mệnh của mình tận 10 năm. Đầu tiên là nói về việc ăn uống. Ăn phải có đạo, không có đạo không ăn, ăn không có đạo phải theo đạo. Tôn Tư Mạc, một thầy thuốc cổ xưa nổi tiếng, đã nói rằng cơ bản để an thân phải dựa vào ăn uống, cấp cứu nhanh chóng phải dựa vào thuốc. Không biết về ăn uống thì không thể sinh tồn, không hiểu về thuốc thì không thể chữa bệnh. Hai thứ này là điều cần thiết cho cuộc sống của con người. Nếu ai bỏ qua mà không học hỏi thuật dưỡng sinh trong video này thì quả thật là đáng tiếc. Ví dụ như dưỡng thận chủ yếu là bổ thận, ích tinh. Bổ thận chủ yếu là tăng cường chức năng cất giữ của thận. Chỉ khi chức năng cất giữ tăng cường, tinh khí mới không bị mất. Không thể chỉ bổ thận mà không tăng cường chức năng cất giữ, sẽ gây hiện tượng thận khí yếu không bổ được, quả hư không giảm, dương hư không giảm nhiệt. Vì vậy, dưỡng thận chủ yếu là dưỡng tâm. Tâm định thì thần an thì tinh cố thì khí đủ thì thần dưỡng. Đó là cách sống lâu và trường thọ. Vâng, nếu các bạn quan tâm đến việc dưỡng sinh, muốn biết về các nguyên lý và phương pháp của liệu pháp thực dưỡng, hoặc quan tâm đến y học cổ truyền, rất muốn học nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hoặc đầy tò mò về quy luật sức khỏe của cuộc sống nhưng chỉ nghe người ta nói mà không biết đúng sai, trong lòng không có chủ kiến, những kiến thức lẻ tẻ thấy trên mạng thì thấy có ích nhưng lại không chắc chắn và không dám thực hành. Với những vấn đề cốt lõi liên quan đến sức khỏe của bản thân và gia đình, dù có quan tâm đến các chủ đề này nhưng cũng chỉ biết sơ qua, không nắm vững nguyên lý của luật lệ sức khỏe cơ thể. Ăn uống là vấn đề hàng đầu của xã hội và cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà, nếu ăn uống của con người chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý thì chẳng khác gì động vật cả. Vì vậy, người ta sau khi no bụng còn muốn ăn ngon, ăn đẹp, ăn khỏe. Vì thế, người ta muốn xem ẩm thực là một phần quan trọng của lối sống và còn gán cho nó hình thức và nội dung văn hóa. Đó là cái chúng ta gọi là văn hóa ẩm thực. Dưỡng sinh bằng ẩm thực bao gồm dưỡng thực và liệu pháp thực dưỡng. Nó có nguồn gốc từ đại đạo thời cổ đại, là một phần hữu cơ của nó. Ăn phải có đạo, không có đạo không ăn, ăn không có đạo phải theo đạo. Tôn Tư Mạc, một thầy thuốc nổi tiếng, đã nói trong cuốn sách Cấp Cứu Thiên Kim Dược Phương rằng cơ bản để an thân phải dựa vào ăn uống, cấp cứu nhanh chóng phải dựa vào thuốc. Không biết về ăn uống thì không thể sinh tồn, không hiểu về thuốc thì không thể chữa bệnh. Hai thứ này là điều cần thiết cho cuộc sống của con người. Nếu ai bỏ qua mà không học, thật là đáng tiếc. Điều này nói rằng một người muốn an thân phải biết cách ăn uống, muốn chữa bệnh phải dựa vào thuốc. Cách ăn uống dưỡng sinh, cách dùng thuốc chữa bệnh là những điều mà tất cả chúng ta suốt đời đều sẽ gặp phải. Nếu bỏ qua điều này mà không học tập và áp dụng thì quả là điều rất đáng tiếc. Nhìn vào xã hội ngày nay, mọi người chẳng phải đều như vậy sao? Bảo vật của tổ tiên không được kế thừa tốt, khiến con cháu chúng ta phải chịu đựng nhiều vấn đề sức khỏe không cần thiết, và từ đó phát sinh nhiều khó khăn trong cuộc sống, không thể không nói là rất đáng tiếc. Chú trọng đến sức khỏe của chúng ta, trước hết phải bắt đầu từ ăn uống. Trong cuốn Lữ Thị Xuân Thu có nói, ăn uống, chỗ ở, sự việc thì các khiếu, các khớp, các mạch đều thông suốt. Ăn uống có thể loại bỏ tà khí, làm yên tĩnh các cơ quan nội tạng, làm vui thần trí, tăng cường khí huyết.
Nếu có thể sử dụng đúng thời điểm và hoàn cảnh, thì đó là một thầy thuốc giỏi. Có lẽ nhiều người đã nghe về cụm từ thuốc và thức ăn cùng nguồn gốc. Thực ra, nhiều nguyên liệu thực phẩm cũng là dược liệu. Điều này mang lại cho chúng ta không gian rất lớn để thực hiện liệu pháp thực dưỡng. Cấp cứu thiên kim dược phương còn nói, làm thầy thuốc, trước hết phải hiểu rõ nguyên nhân của bệnh, biết rõ điều gì sai để chữa bằng thực phẩm. Nếu liệu pháp thực dưỡng không hiệu quả, thì mới dùng đến thuốc. Điều này có nghĩa là, có thể dùng liệu pháp thực dưỡng để giải quyết vấn đề, thì không cần dùng đến thuốc. Thực tế, phạm vi của liệu pháp thực dưỡng rất rộng, không chỉ có thể dưỡng sinh mà còn có thể chữa bệnh. Thậm chí, nhiều dược liệu thường dùng cũng là thực phẩm. Có hơn 110 loại dược liệu thuộc phạm vi vừa là dược liệu vừa là thực phẩm. Vì ăn uống rất quan trọng nên chúng ta đương nhiên có thể nghĩ rằng nếu ăn uống không đúng cách sẽ dễ dẫn đến bệnh tật. Trong sách Hoài Nam Tử có nói rằng năm vị loạn miệng, ăn uống sai cách sẽ gây bệnh tật. Thấy câu này, chúng ta có thể liên tưởng đến việc ngày nay có rất nhiều bệnh do ăn uống mà ra, có người vì thỏa mãn cái miệng mà ăn tất cả những gì có thể. Và có nhiều người không biết kiềm chế, dễ dàng ăn quá nhiều. Có người thậm chí ăn uống vô độ suốt ngày đêm. Đúng như câu nói có quả ác có nhân, những bệnh tật do đó mà phát sinh không ngừng. Trong Đạo Đức Kinh cũng nói rằng, năm màu khiến mắt mù, năm âm khiến tai điếc, năm vị khiến miệng lạc lối, săn bắn khiến tâm điên cuồng, của cải khó kiếm khiến hành động sai lầm. Điều này không chỉ áp dụng cho ăn uống, mà còn cho tất cả những thứ có thể khơi gợi ham muốn trong lòng người, sẽ liên tục tiêu hao tinh khí thần của cơ thể. Quan trọng là biết kiềm chế. Con người sống giữa trời đất, mọi vật đều có thể dùng để dưỡng sinh hoặc hủy hoại cơ thể theo thói quen của mỗi người. Nếu quá chú trọng vật chất bên ngoài, buông thả ham muốn bên trong, làm rối loạn tình cảm và mất đi bản chất thật của mình. Nếu làm quá mức, ắt sẽ ngày càng tiêu hao tinh thần, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Con người sống trong xã hội vật chất không thể tách rời, nhưng chúng ta cũng thấy rằng, trong xã hội ngày càng phát triển, thế giới tinh thần của con người đang ngày càng bị bỏ hoang, con người đang trở nên ngày càng vật chất hóa, không còn tự do về thể xác và tinh thần. Nhìn bề ngoài, đèn hoa rực rỡ, rất hưởng thụ, nhưng thực ra trong lòng đau khổ không nguôi. Những thứ không đạt được thì khao khát đuổi theo, nếu cuối cùng không đạt được, sẽ thất vọng nản chí. Nếu một ngày nào đó đạt được, sẽ lo lắng sợ mất đi. Vì vậy, dù là ham muốn ăn uống hay các tài sản, sắc dục, danh lợi khác, đều là lý do khiến con người quá đam mê những thú vui bên ngoài mà thiếu sự đầy đủ về tinh thần. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc. Dương Thế Hùng nói rằng, dù là trời đất, không ai không ăn uống, người sống nhờ ăn uống, cũng chết vì ăn uống. Ăn uống có thể nuôi sống con người, nhưng ăn uống không đúng cách cũng có thể gây hại. Ngày nay, do ăn uống không đúng cách, quan niệm dưỡng sinh không đúng, dẫn đến rất nhiều bệnh tật. Trong sách Kim Quỷ Yếu Lược cũng nói rằng, mọi loại thức ăn, nếu không đúng cách, sẽ gây hại. Ăn uống không chỉ quan trọng đối với sức khỏe thể chất, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tinh thần của con người. Trong sách Đại Đái Lễ Ký có nói rằng, người ăn cỏ thì chạy giỏi, người ăn thịt thì dũng cảm, người ăn ngũ cốc thì thông minh, người ăn khí thì thần minh và trường thọ. Mọi người thử nghĩ xem, có phải rất hợp lý không? Động vật ăn cỏ chủ yếu giỏi chạy nhưng không có linh tính. Động vật ăn thịt thì dũng mãnh, người ăn thịt nhiều cũng vậy. Xem lại các dân tộc du mục ngày xưa, chúng ta sẽ hiểu. Nhìn vào người phương Đông và phương Tây, người phương Tây thích ăn thịt nên hiếu chiến, còn người phương Đông truyền thống là quốc gia nông nghiệp. Thức ăn chính là ngũ cốc, tức là các loại cây lương thực,
nên thường thông minh khéo léo. Điều này có liên quan mật thiết đến ăn uống. Trong các phương pháp dưỡng sinh truyền thống, đạo gia có phương pháp tránh ngũ cốc và ăn khí. Nếu không hiểu, hãy nhìn vào hai loài động vật là sếu và rùa, chúng có tên rất oai phong. Tại sao hai loài động vật này sống lâu? Vì chúng có thể hấp thụ linh khí của trời đất, nên người ăn khí thì thần minh và trường thọ. Biết được nguyên lý này, sau này chúng tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp thực dưỡng để giúp chúng ta cải thiện toàn diện về mặt thân và tâm. Trong sách Thọ Thế Bảo Nguyên có nói rằng, dưỡng ngoài từ ham muốn ăn uống, từ sự phong phú của hương vị, từ niềm vui của ăn uống, khiến cơ thể dồi dào, da dẻ tươi tắn, nhưng khí cực đoan bên trong làm hại tạng phủ, tinh thần suy yếu, không thể giữ được sự hòa hợp toàn diện. Điều này làm tôi nghĩ đến quan niệm dưỡng sinh hiện đại, chú trọng đến mặt thể hiện của cơ thể. Nhìn vào phòng tập thể hình, nhiều người đang hì hục tập luyện, muốn có cơ bụng 6 múi, muốn tăng cơ bắp, muốn thể hiện sự khỏe mạnh của cơ thể. Chúng ta biết rằng, con người có 5 tạng 6 phủ. Tạng trong từ nội tạng của người xưa có nghĩa là các trung tâm năng lượng cốt lõi của cơ thể. Nó cần tích trữ năng lượng của cơ thể. Nếu liên tục kích động năng lượng bên ngoài, thì nhìn thoáng qua có vẻ cơ thể khỏe mạnh, nhưng về lâu dài, chức năng của cơ thể sẽ ngày càng suy yếu. Điều này không phải là tôi nói bừa. Mọi người nhìn vào các vận động viên thể lực sẽ thấy tình trạng sức khỏe của họ sau này. Nên phương pháp dưỡng sinh truyền thống của chúng ta là hướng nội, khiến tinh khí thần ngày càng đầy đủ, đạt được sự hòa hợp cao giữa tinh thần và cơ thể, không phải để thể hiện sức mạnh cho người khác xem. Hiện nay, lý thuyết về thành phần dinh dưỡng rất phổ biến. Một người mỗi ngày cần hấp thụ bao nhiêu vitamin, bao nhiêu protein, bao nhiêu carbohydrate, bao nhiêu canxi, năm những lý thuyết này trông có vẻ rất khoa học, phù hợp với nguyên lý sinh học mà chúng ta học ở trường. Nhưng sau nhiều năm thực hành của những người đi trước, chúng ta sẽ nhận ra rằng cách ăn uống này không thực sự khoa học, thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe. Ví dụ như, từ góc nhìn dinh dưỡng, chỉ cần thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể là được. Thức ăn nào chứa nhiều axit amin, thức ăn nào chứa nhiều vitamin, năm chúng ta chỉ cần ăn theo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể là được. Thực ra, lý thuyết này không chú ý đến tác động của thực phẩm khi vào cơ thể. Dù có chú ý đến tỷ lệ hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể từ thực phẩm, nhưng không đầy đủ về quá trình chuyển hóa những dinh dưỡng này trong cơ thể, tức là ảnh hưởng hệ thống đến chức năng các tạng phủ. Thực phẩm có thành phần dinh dưỡng tương tự, nhưng tác động đến cơ thể lại khác nhau. Ví dụ như đậu đỏ và đậu xanh, từ góc nhìn dinh dưỡng, chúng không khác biệt nhiều, nhưng chúng ta đều biết rằng đậu đỏ và đậu xanh có tính chất khác nhau. Đậu đỏ có tính bình, vị ngọt, chua, quy vào kinh tâm và tiểu trường, thuộc tính dương. Công dụng của nó là bổ dưỡng, mạnh gân cốt, kiện tỳ, dưỡng dị, lợi tiểu, trừ thấp, thông sữa và còn có tác dụng bổ máu. Đậu xanh có vị ngọt, tính mát, thuộc âm, quy vào kinh tâm và dị, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, giải nhiệt mùa hè, lợi tiểu. Hai loại này có các ứng dụng hoàn toàn khác nhau, thậm chí có những tác dụng trái ngược. Ví dụ như, đậu xanh có thể giải độc, thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè, trong khi đậu đỏ thích hợp cho mùa đông để làm ấm dạ dày và hồi phục sau bệnh, có tác dụng bổ máu. Một ví dụ đơn giản như thế này đã khiến các nhà dinh dưỡng học phải suy nghĩ sâu sắc. Ngoài việc xem xét thành phần dinh dưỡng của thực phẩm, chúng ta cũng cần chú ý đến thuộc tính dinh dưỡng của thực phẩm, như tính hàn, nhiệt, ôn, lương, tức là tính dị quy kinh trong y học cổ truyền cũng rất quan trọng. Ví dụ như cùng một loại thực phẩm, các loài khác nhau ăn vào sẽ có kết quả hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như,
Trong y học cổ truyền, bồ công anh có tác dụng thông ruột, tiêu tích trệ. Người bình thường ăn vào sẽ bị tiêu chảy, trong khi chuột ăn bồ công anh không những không tiêu chảy mà còn béo hơn. Đó là bởi vì cơ thể người trung tính ăn loại thuốc có tính cay, nóng này sẽ có tác dụng làm sạch dạ dày, ruột, gây tiêu chảy. Trong khi chuột có tính âm, hoạt động vào ban đêm, ăn loại thuốc cay, nóng này sẽ giúp cơ thể cân bằng âm dương tốt hơn, do đó sẽ phát triển tốt hơn. Vì vậy, bỏ qua tác động của thực phẩm đối với cơ thể, mà chỉ nói đến thành phần dinh dưỡng là rất không hợp lý, thậm chí thường xuyên sai lầm. Làm thế nào để đánh giá cơ chế tác động của thực phẩm đối với cơ thể? Chúng ta cần bắt đầu từ tính chất của thực phẩm. Dinh dưỡng học hiện đại cho rằng thực phẩm được cấu thành từ các chất dinh dưỡng khác nhau, chia thành chất béo, protein, vitamin, carbohydrate cùng các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm, selen, năm, rất phức tạp. Theo phương pháp phân chia này, đối với người bình thường, để hiểu rõ các thành phần của thực phẩm và phối hợp chế độ ăn uống sẽ làm chúng ta sống rất mệt mỏi. Quan trọng nhất là chúng ta thường không đạt được kết quả mong muốn. Trong dòng bạn bè của tôi có một người bạn, mỗi ngày anh ấy đều cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho mình và gia đình, sự kết hợp dinh dưỡng rất khoa học. Mỗi ngày anh ấy đều đăng tải bữa sáng đầy tình yêu thương lên mạng xã hội. Lâu dần, đến một ngày anh ấy đăng một trạng thái rằng anh ấy và con mình đều gặp vấn đề về chức năng tỳ vị, phải đi khám. Thực ra, với những người hiểu biết về dưỡng sinh truyền thống thì có thể dự đoán được kết quả này từ trước. Tại sao vậy? Rất đơn giản, bữa sáng dinh dưỡng này trông có vẻ rất khoa học, nhưng từ góc nhìn tính chất thực phẩm, sự kết hợp này không phù hợp với nhu cầu cơ thể, thậm chí hoàn toàn không phù hợp với nguyên lý dưỡng sinh thực sự. Thế nào là tính chất thực phẩm? Nói đơn giản, đó là tính ôn, hàn, nhiệt, lương của thực phẩm, cùng các vị chua, đắng, ngọt, cay, mặn. Dù có thành phần dinh dưỡng giống nhau, nhưng tính chất thực phẩm có thể khác nhau rất nhiều, vị cũng khác nhau. Từ góc nhìn khoa học, chỉ cần thành phần dinh dưỡng có mặt sẽ không có vấn đề gì. Nhưng từ góc nhìn y học cổ truyền, tính chất khác nhau của thực phẩm sẽ dẫn đến tác động hoàn toàn khác nhau đối với cơ thể. Ví dụ đơn giản từ góc nhìn dưỡng sinh, chúng ta đều biết rằng bữa sáng phải ăn tốt. Vậy thế nào là ăn tốt? Rất đơn giản, chúng ta đều có trải nghiệm rằng buổi sáng thường không có nhiều cảm giác đói, ít nhất là không thể đói như buổi trưa. Không muốn ăn quá nhiều vì lúc đó cơ thể mới bắt đầu phát dương khí, tỳ vị chưa hoạt động hoàn toàn. Lúc này cần ăn những thực phẩm dưỡng vị. Trong cơ thể, tỳ vị thuộc ngũ hành thổ, thổ có chức năng vận hóa. Giống như đất, mọi thứ vào đất đều được phân giải và chuyển hóa. Cơ thể chúng ta cũng là một thế giới nhỏ, thực phẩm vào cơ thể, tỳ vị cũng có chức năng giống đất, giúp chuyển hóa thức ăn. Vì vậy, ăn sáng tốt thực chất là phải tuân theo nguyên tắc dưỡng tỳ vị. Nếu chỉ theo lý thuyết dinh dưỡng hiện đại, ăn những thực phẩm rất bổ dưỡng nhưng khó tiêu hóa, thậm chí một số chuyên gia khuyến nghị ăn sáng phải có trái cây, sữa, ăn những thực phẩm hàn lạnh, thì lâu dần, dương khí của tỳ vị, tức là năng lượng, sẽ dần dần suy giảm, làm suy yếu thể trạng của cá nhân. Vì vậy, để thực sự hiểu dưỡng sinh là người Trung Quốc, chúng ta cần học văn hóa truyền thống, học những di sản quý báu mà cổ thánh tiên hiền để lại cho chúng ta. Vừa rồi đã đề cập đến tính chất của thực phẩm, thực ra là chỉ chúng ta cách nhận thức về bản chất của thực phẩm từ gốc rễ. Có nghĩa là, khác với lý thuyết về thành phần dinh dưỡng, cơ thể con người không chỉ đơn giản là sự tích hợp của các chất dinh dưỡng, mà là một cơ thể sống luôn có sự chuyển hóa liên tục giữa tinh thần, khí và huyết. Chúng ta không thể coi cơ thể sống như một cỗ máy và nghĩ rằng
cứ thêm gì vào là sẽ bổ sung được cái đó. Cách suy nghĩ đơn giản và cơ học này không phù hợp với cơ chế hoạt động của cơ thể, càng xa rời bản chất thật của sự sống. Tính chất của thực phẩm đề cập đến việc các loại thực phẩm khác nhau sẽ tác động đến cơ thể khác nhau. Lý thuyết này rất giản dị. Chúng ta đều cảm nhận được rằng ăn những thực phẩm khác nhau sẽ khiến cơ thể có những phản ứng khác nhau. Người xưa đã khám phá ra cơ chế tác động bên trong này, từ đó xây dựng nên một hệ thống lý thuyết về sự tương ứng giữa trời và người, sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người. Từ mối quan hệ giữa ăn uống và sức khỏe con người sinh ra từ ngũ hành khí, thì tự nhiên cần phải ăn những thực phẩm thuộc ngũ hành. Trong cuốn Tố Vấn có nói, con người sống nhờ khí của trời đất, theo quy luật bốn mùa mà thành. Con người sinh ra từ đất, mệnh treo nơi trời. Trời đất hợp khí gọi là người. Điều này có nghĩa là, con người là sản phẩm của tự nhiên, và con người nhận khí từ trời đất, mà ngày nay chúng ta gọi là năng lượng. Trong Tố Vấn Lục Tiết Tạng Tượng Luận còn nói chi tiết hơn, thiên thời người lấy ngũ khí, địa thời người lấy ngũ vị. Ngũ khí vào mũi, tàng trong tâm phổi, là ngũ sắc rực rỡ, âm sinh có thể mở rộng. Ngũ vị vào miệng, tàng trong ruột và dạ dày sinh ra dưỡng ngũ khí. Khí hợp lại sinh ra tinh dịch sinh ra thần. Điều này có nghĩa là trời cung cấp cho người năm loại năng lượng, đất cung cấp cho người năm loại thức ăn dị. Năm ở đây thực ra là năm loại trường khí và năng lượng cơ bản. Tất cả các dị đều được tạo thành từ năm dị cơ bản này. Thông qua việc ăn uống vào miệng và hít thở qua mũi, vật chất và năng lượng mà trời đất cung cấp sẽ liên tục chuyển hóa trong cơ thể. Từ tinh chất và năng lượng của thực phẩm và thời tiết, chuyển hóa thành tinh, khí, thần của con người. Từ đó, ngũ quan của chúng ta có chức năng, miệng có thể nói, mũi có thể ngửi, mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, và còn cái đầu thông minh của chúng ta với rất nhiều ý tưởng xuất hiện, cho phép chúng ta suy nghĩ. Cơ thể giống như một cái lò luyện, cái lò có thể đốt cháy vật chất nhờ oxy. Cơ thể của chúng ta chẳng phải là một cái lò luyện cao cấp hơn sao? Thông qua việc vận hóa tinh chất từ nước và ngũ cốc, cơ thể của chúng ta có các chức năng khác nhau. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, thực sự là điều kỳ diệu vô cùng. Biết rằng con người là sản phẩm của tự nhiên, thì nguyên tắc ăn uống của chúng ta trở nên đơn giản. Chúng ta chỉ cần biết tính chất của thực phẩm, sau đó điều chỉnh thực phẩm theo sự mất cân bằng của cơ thể, để khí trường của thực phẩm điều chỉnh khí trường của cơ thể, giúp cơ thể trở lại trạng thái cân bằng. Đó là nguyên tắc dưỡng sinh và chữa bệnh. Thực ra, quy tắc của thực dưỡng và dược liệu là giống nhau, chỉ là tính chất của thực phẩm và dược liệu có mức độ mạnh yếu khác nhau mà thôi. Dưỡng sinh là sự hòa hợp giữa con người và tự nhiên. Vậy đạo pháp tự nhiên là gì? Từ góc nhìn dưỡng sinh, đó là đưa cơ thể trở lại trạng thái tự nhiên và hài hòa. Cơ thể con người là một hệ thống thông minh cao cấp. Khái niệm này chúng ta phải khắc sâu vào tâm trí. Cơ thể con người có khả năng tự điều chỉnh và tự chữa lành. Tất cả các phương pháp dưỡng sinh và chữa trị của chúng ta đều nhằm đưa cơ thể trở lại phạm vi tự điều chỉnh này, để nó có thể tự động phục hồi. Nói rõ hơn, khi cơ thể mất cân bằng, tức là trạng thái tiền bệnh. Khi sự mất cân bằng này vượt quá khả năng tự phục hồi của cơ thể, chúng ta cần dùng đến các biện pháp y tế để giúp cơ thể trở lại phạm vi tự điều chỉnh. Đây là nguyên lý của đạo pháp tự nhiên, tức là trạng thái tự nhiên vốn có của cơ thể. Khi thực hiện điều trị, chúng ta không nên tự cho mình là giỏi mà cưỡng ép cơ thể phải tuân theo các phản ứng nhất định. Ví dụ như hiện nay, nhiều bệnh mãn tính cần phải dùng thuốc suốt đời để duy trì các chỉ số nhất định. Điều này thực ra là một cách đối kháng với cơ thể. Cách đối kháng này
chưa nói đến tác dụng phụ của thuốc. Theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, cuối cùng sẽ chỉ làm cơ thể lão hóa nhanh hơn. Vậy cách làm đúng là gì? Cách làm đúng là tìm ra nguyên nhân gây mất cân bằng cho cơ thể, điều chỉnh chức năng của ngũ tạng để cơ thể trở lại trạng thái cân bằng tự nhiên. Ví dụ như bệnh tiểu đường, chúng ta đều biết bệnh tiểu đường là do đường huyết cao dẫn đến đường niệu. Nguyên nhân là do vấn đề tiết insulin. Lúc này, chức năng chuyển hóa đường của cơ thể gặp trở ngại. Mặc dù đường huyết cao, nhưng các tế bào và mô của cơ thể lại cần đường để cung cấp năng lượng, thực ra là thiếu đường. Vì vậy, người bị tiểu đường thực ra thích ăn đồ ngọt, vì cơ thể cần mà. Đối với loại bệnh nhân này, nếu lâu dài dùng thuốc hạ đường huyết, ức chế cơ thể hấp thụ đường, hoặc thông qua thuốc để thúc đẩy chuyển hóa đường, sẽ khiến cơ thể hiểu nhầm rằng không cần tiết quá nhiều insulin, chức năng của tụy sẽ tiếp tục thoái hóa. Hoặc cơ thể trong trạng thái ức chế của thuốc sẽ khiến các chức năng tạng phủ khác bị mất cân bằng. Rõ ràng, tư duy điều trị ức chế chức năng cơ thể này là sai. Tụy trong y học cổ truyền thuộc về tỳ. Bệnh tiểu đường thường là vấn đề chức năng chuyển hóa của tỳ và thận. Lúc này cần điều chỉnh bằng thuốc để phục hồi chức năng của tỳ và thận, cơ thể sẽ tự nhiên hồi phục, không cần phải uống thuốc suốt đời để duy trì các chỉ số. Thực ra, chức năng cơ thể đang dần thoái hóa. Các bệnh mãn tính tương tự, trong phạm vi điều chỉnh truyền thống, nếu phối hợp tốt, thường có thể chữa khỏi. Tôi có nhiều trường hợp như vậy. Vì vậy, không thể gán cái mác phải uống thuốc suốt đời cho bệnh nhân mà cần mang lại hy vọng cho họ. Việc can thiệp cưỡng ép đối với cơ thể, thay thế nguyên lý tự cân bằng tự nhiên, cuối cùng sẽ không tránh khỏi làm tổn thương tay mình. Bài học này trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều, thực sự khiến chúng ta vô cùng tiếc nuối. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về giấc ngủ. Câu tục ngữ nói rằng, xuân buồn ngủ, thu lười biếng, hè chợp mắt, đông ba tháng không tỉnh ngủ. Nhưng tại sao mùa xuân, mùa mà mọi thứ đáng ra phải sinh sôi, mà con người lại cảm thấy buồn ngủ? Y học hiện đại cho rằng, buồn ngủ mùa xuân là do cơ thể con người không thể nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, mà xuất hiện một hiện tượng sinh lý. Tuy nhiên, y học cổ truyền cho rằng, buồn ngủ mùa xuân thực ra không liên quan đến mùa, mà liên quan đến việc tinh khí của con người không đủ. Nhiều nguyên nhân gây ra buồn ngủ mùa xuân là do mùa đông không nghỉ ngơi đủ, tinh khí không đầy đủ, không dưỡng tinh tích lũy tốt. Đến mùa xuân cần năng lượng sinh sôi thì không đủ dùng, tinh khí không đủ, dẫn đến buồn ngủ vào mùa xuân. Mùa xuân trong ngũ hành thuộc mộc, tương ứng với gan trong ngũ tạng. Gan chủ sinh sôi và thông tiết, giống như cây cối xanh tươi, con người vào lúc này cũng ở trạng thái sinh trưởng. Thông thường, tinh thần đều khá tốt, lúc này, mọi người nên ngủ sớm dậy sớm và nên ra ngoài hoạt động, không nên ngủ muộn dậy muộn. Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn các bạn trẻ thích ngủ muộn dậy muộn, thậm chí nhiều người chưa bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm. Điều này thực ra là vi phạm quy luật tự nhiên. Có người còn có thói quen bù ngủ, cho rằng buổi tối ngủ ít thì ban ngày có thể ngủ nhiều hơn để bù. Thực tế thì không phải như vậy, bạn có thể trải nghiệm, sau khi cho phép mình ngủ mười mấy tiếng, tỉnh dậy vẫn cảm thấy mơ màng, thậm chí đầu còn đau nhức không ngừng. Đó là vì số lượng giấc ngủ không thể thay thế được chất lượng giấc ngủ. Y học cổ truyền còn cho rằng, nằm ngủ quá nhiều sẽ làm tổn thương khí, nằm nhiều sẽ làm giảm chuyển hóa của cơ thể. Khí huyết lưu thông không thông suốt, kinh mạch cứng ngắc, cơ bắp không thoải mái, dẫn đến cơ thể suy yếu. Do đó, theo mùa điều chỉnh thời gian sinh hoạt, thích hợp tham gia vận động ngoài trời mới có thể giảm bớt buồn ngủ mùa xuân. Điều chỉnh thời gian sinh hoạt theo mùa là cách giải quyết cơ bản cho buồn ngủ mùa xuân.
Vậy ngoài ra còn có phương pháp ăn uống nào giúp giảm bớt buồn ngủ mùa xuân không? Khi ngủ cần chú ý gì? Khi ngủ cần chú ý tạo thói quen ngủ tốt, chẳng hạn như chúng ta nên nằm nghiêng sang phải để ngủ, không ép lên tim bên trái, nên mặc quần áo rộng rãi, không mặc đồ bó sát gây cảm giác khó chịu khi ngủ. Có người thích ngủ trần, thực ra đây cũng là một thói quen tốt. Phòng ngủ tốt nhất không nên đặt tivi, trước khi ngủ không nên xem tivi, càng không nên xem phim kinh dị. Ngoài ra, sau khi tham gia các hoạt động mạnh hoặc các buổi tụ họp vui vẻ, về nhà nên ngồi yên tĩnh một lúc rồi mới đi ngủ, nếu không quá hưng phấn sẽ làm cho khó ngủ. Chúng ta thường nói, đói quá sẽ không đói, buồn ngủ quá sẽ không buồn ngủ, điều này chỉ tình trạng kiệt quệ cực độ. Chúng ta có thể điều chỉnh chế độ ăn uống để giảm bớt buồn ngủ mùa xuân. Thông thường, mùa xuân nên ăn những thực phẩm giúp gan khí sinh sôi, hỗ trợ tiêu hóa. Chẳng hạn như các món ăn có vị cay nóng, ít ăn các món bổ dưỡng ngọt và béo vì dễ sinh ra ẩm thấp và đờm, làm mờ tâm trí. Người có đờm trong tâm trí thường cảm thấy mơ màng cả ngày. Dưới đây là một phương pháp ăn uống giúp gan khí sinh sôi và giảm ẩm trong tỳ vị vào mùa xuân. Buổi sáng mùa xuân khác với mùa đông. Mùa đông có thể uống sữa đậu nành, trẻ nhỏ có thể uống sữa bò. Nhưng buổi sáng mùa xuân, chúng ta nên chuẩn bị một bát cháo yến mạch hoặc canh mì hoặc canh bánh mì. Thêm một ít gia vị cay như rau mùi, gừng, sa nhân, quế chi, cùng một ít thịt dê hoặc thịt gà, đảm bảo một bữa sáng đủ năng lượng sẽ giảm bớt buồn ngủ mùa xuân. Khi cơn mưa xuân qua đi, mùa hè sẽ lặng lẽ đến. Những điểm cần chú ý trong dưỡng sinh mùa hè là gì? Thói quen sinh hoạt như thế nào sẽ mang lại sức khỏe cho bạn? Chúng ta thường nói, mùa xuân cần dưỡng sinh vì mùa xuân là thời kỳ sinh sôi, cần từ từ nuôi dưỡng khí sinh sôi. Còn đến mùa hè, khí sinh sôi trở thành trạng thái tăng trưởng mạnh mẽ, nên y học cổ truyền nói mùa hè cần dưỡng trưởng. Hoàng đế Nội Kinh nói rằng, vào 3 tháng mùa hè, quy luật sinh hoạt nên chuyển từ ngủ muộn dậy muộn vào mùa đông, ngủ sớm dậy sớm vào mùa xuân, sang ngủ muộn dậy sớm. Tại sao vậy? Lý do rất đơn giản, vì thời gian mặt trời mọc sớm, thời gian lặn muộn, ban ngày dài, ban đêm ngắn, khí huyết trong người cũng dần hoàn thành sinh sôi và phân tán ra ngoài. Con người cũng không cảm thấy quá buồn ngủ và uể oải mà còn hưng phấn. Người khỏe mạnh đồng bộ với mặt trời, nghĩa là dậy sớm lúc 5-6 giờ sáng, còn ngủ muộn vào lúc 10-11 giờ tối, không nên ngủ sau 11 giờ. Ngoài việc ngủ muộn dậy sớm vào mùa hè, chúng ta còn cần nhấn mạnh ngủ trưa. Y học cổ truyền nhấn mạnh ngủ giờ Tý và giờ Ngọ. Giờ Tý là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, giờ Ngọ là từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Mùa thu, đông hoặc xuân có thể không cần ngủ trưa vì người ta ngủ sớm dậy muộn, nhưng vào mùa hè thì phải ngủ trưa vì chúng ta dậy sớm. Ví dụ, dậy từ 6 giờ sáng, nếu không ngủ trưa mà cố gắng chịu đựng, đến buổi chiều cơ thể sẽ kiệt sức. Vì vậy, rất dễ xuất hiện tình trạng buồn ngủ sau bữa trưa. Bạn có hai lựa chọn, một là cố gắng uống cà phê, trà để tỉnh táo, nhưng buổi chiều lại uể oải, hay là thuận theo tự nhiên ngủ trưa một lát. Ngủ trưa sau bữa trưa giúp bảo vệ sức khỏe tâm trí. Y học cổ truyền cho rằng, giờ Ngọ tương ứng với trái tim là thời gian hoạt động của tâm thần. Nếu bạn dừng lại công việc thể lực hoặc trí lực để khí huyết quay trở lại chăm sóc nội tâm, bạn sẽ không quá căng thẳng và mệt mỏi. Thực tế cũng chứng minh, sau khi ngủ trưa, bạn sẽ trở lại làm việc với tinh thần tràn đầy, nâng cao hiệu suất làm việc buổi chiều và ngăn ngừa bệnh tim mạch vành. Đặc biệt là những người thiếu ngủ ban đêm, nếu có thể ngủ trưa thì rất có lợi cho sức khỏe. Y học cổ truyền nhấn mạnh quan điểm trung chính bình hòa, không đi đến cực đoan. Đến lúc gần cực hạn,
con người cần ý thức giảm bớt, tránh vui quá quá buồn. Giờ Tý và giờ Ngọ là lúc âm dương phát triển đến cực điểm. Nếu lúc này bạn có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, bạn sẽ dễ dàng vượt qua thời điểm này. Nếu không, thường xuyên làm việc quá sức sẽ làm tổn thương tâm trí và cơ thể, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Rất tiếc là trong cuộc sống hiện đại, để theo kịp nhịp sống bận rộn và công việc, nhiều người đã bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe của mình, không tuân thủ theo quy luật tự nhiên. Việc này không chỉ gây ra mệt mỏi, mà còn có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, hãy nhớ rằng việc điều chỉnh thời gian sinh hoạt phù hợp theo mùa không chỉ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh và năng động hơn, mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, phòng tránh bệnh tật. Mùa hè, chúng ta cần chú ý đến việc ăn uống. Y học cổ truyền khuyến khích ăn những món ăn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp cơ thể mát mẻ. Không nên ăn nhiều đồ ngọt và béo vì dễ gây ra nóng trong người và tích tụ ẩm thấp. Ví dụ, bạn có thể ăn nhiều rau xanh, các loại quả có tính mát như dưa hấu, dưa leo, uống nước mát như nước ép trái cây, nước dừa. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc bổ sung nước đầy đủ vì mùa hè cơ thể dễ mất nước qua mồ hôi. Tránh uống các loại nước có ga, nước ngọt vì không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, hãy uống nước lọc, trà thảo mộc, nước ép tự nhiên. Để đảm bảo một giấc ngủ ngon và không bị gián đoạn, hãy tạo môi trường ngủ thoải mái, yên tĩnh. Phòng ngủ nên thoáng mát, không quá nóng và nên tránh ánh sáng mạnh. Trước khi đi ngủ, bạn có thể thư giãn bằng cách đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc tắm nước ấm. Nếu có thể, bạn nên tránh sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính trước khi ngủ, vì ánh sáng xanh từ các thiết bị này có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Thay vào đó, hãy dành thời gian để thư giãn và chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Làm việc chỉ quan tâm đến số lượng mà không chú ý đến chất lượng, làm việc từ sáng đến tối, trưa cũng không nghỉ, đã hình thành một kỷ luật chết chóc. Kết quả là đã tạo ra một lượng lớn người lao động quá sức và sức khỏe kém trong đô thị. Ngủ giấc trưa đối với sức khỏe của cơ thể là vô cùng quan trọng. Nhưng ngủ trưa cũng có những điều cần chú ý. Về giấc ngủ trưa, chúng tôi nhấn mạnh vài điểm sau. Thời gian ngủ trưa không nên quá dài, thường là từ 11 giờ đến 1 giờ, ngủ trong khoảng 30 phút đến 1 giờ. Cố gắng nằm thẳng để ngủ, không nằm nghiêng hay gục đầu xuống, sẽ rất khó chịu. Sau khi ăn, dù cảm thấy mệt mỏi, cũng nên chờ một chút, không nên nằm ngay khi thức ăn còn trong cổ họng, như vậy sẽ không tốt cho tiêu hóa của tỳ vị. Tiếp theo, chúng ta nói về cách dưỡng sinh quan trọng nhất trong tiết thu phân, đó là cách làm sao để tâm an và ngủ ngon. Bạn có cảm thấy rằng thức khuya mới có cảm hứng không? Thực ra, đây là một bệnh lý. Bạn có biết tại sao những người phụ nữ trung niên lại sớm bị rụng tóc và tại sao nam giới trung niên lại bị hói đầu không? Tất cả những điều này đều có thể liên quan đến giấc ngủ. Vậy sau tiết thu phân, con người nên điều chỉnh thời gian sinh hoạt và giấc ngủ của mình như thế nào để thích ứng với sự thay đổi của thời tiết? Y học cổ truyền dựa trên triết lý đạo gia đề xuất rằng con người nên điều chỉnh thời gian sinh hoạt và hoạt động tâm trí theo sự thay đổi của bốn mùa. Nguyên tắc bốn mùa điều chỉnh cơ thể bao gồm xuân sinh, hạ trưởng, thu thu và đông tàn. Chỉ có như vậy, con người mới có thể đạt được sự hài hòa với thiên nhiên, gọi là thiên nhân hợp nhất. Theo nguyên tắc xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàn, bác sĩ tự nhắc nhở rằng sau tiết thu phân, mọi người nên thay đổi thói quen ngủ muộn dậy sớm của mùa hè, chuyển sang ngủ sớm dậy sớm để chuẩn bị cho mùa đông. Dậy ngủ sớm là ngủ lúc nào? Trong cổ đại, con người làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn.
Giờ Dậu 7 đến 9 giờ tối được gọi là hoàng hôn, và giờ Hợi 9 đến 11 giờ tối được gọi là nhân định. Trong bài thơ Khổng Tước Đông Nam Phi có câu âm âm hoàng hôn hậu, tịch tịch nhân định sơ, nghĩa là sau giờ hoàng hôn, người nên nghỉ ngơi chuẩn bị ngủ. Cổ ngữ nói chi chỉ ước định, nghĩa là biết dừng lại mới gọi là định. Sau 9 giờ tối, người nên chuẩn bị ngủ. Mùa xuân và mùa hè có thể ngủ muộn, khoảng gần 11 giờ tối. Nhưng sau tiết thu phân, người nên ngủ sớm, khoảng 9 đến 10 giờ tối. Dù là mùa nào, cũng không nên ngủ sau 11 giờ đêm, giờ Tý. Nếu ngủ vào giờ Tý, 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, âm dương giao hòa, con người có thể ngủ sâu vào giờ Sửu, 1 đến 3 giờ sáng, thức dậy sẽ thấy tỉnh táo và sảng khoái. Có người hỏi, nếu không ngủ sớm thì sao? Bác sĩ Từ đưa ra một ví dụ sinh động. Ai cũng biết, để tăng sản lượng trứng của gà, người ta thường chiếu đèn sáng cả đêm trong chuồng gà. Kết quả là sản lượng trứng tăng, nhưng đồng hồ sinh học và quy luật sinh hoạt của gà bị phá vỡ. Tương tự, con người cũng bị rối loạn sinh lý do kéo dài thời gian ban ngày nhân tạo. Trong xã hội hiện đại, đặc biệt là cuộc sống đô thị, ánh sáng rực rỡ ban đêm làm cho cuộc sống trở nên không tự nhiên. Điều này gây ra nhiều tình trạng sức khỏe kém và tình trạng bán khỏe mạnh. Theo quan sát lâm sàng của tôi, hiện tượng phụ nữ trung niên sớm lão hóa và các bé gái dậy thì sớm, một phần là do thiếu ngủ. Thiếu ngủ là do kéo dài thời gian ban ngày nhân tạo, làm giảm thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Nhiều phụ nữ trung niên bị rối loạn kinh nguyệt, có người mãn kinh sớm do làm việc quá sức và thiếu ngủ. Theo tự nhiên, phụ nữ nên mãn kinh ở tuổi 49, nhưng nhiều người phải làm việc cật lực, kéo dài thời gian chiếu sáng, dẫn đến thiếu ngủ và các vấn đề sức khỏe. Nhiều nam giới cũng bị rụng tóc sớm do thói quen làm việc ban đêm, dẫn đến hói đầu. Có người nói, đầu thông minh không mọc tóc, thực ra là đầu thức khuya không mọc tóc. Có người hỏi, nếu không ngủ sớm nhưng ngủ đủ giờ thì sao? Giấc ngủ như vậy có tốt không? Trước khi ngủ cần chú ý gì? Ngủ đủ giờ nhưng không ngủ đúng giờ không tốt cho sức khỏe. Con người cần nghỉ ngơi đúng lúc như gieo trồng cây trồng đúng thời vụ mới có thu hoạch. Vậy ngủ đủ giờ nhưng không đúng giờ có tốt không? Ai cũng biết rằng trồng cây phải đúng thời vụ. Nếu trồng muộn, dù cây trồng đủ thời gian cũng không có thu hoạch. Cơ thể con người cũng vậy, có quy luật riêng. Quy luật này không phụ thuộc vào ý chí của bạn mà đồng bộ với thiên nhiên. Quá trình trao đổi chất của con người tạo ra khí huyết mới, loại bỏ đờm giải và huyết ứ, cần phải thực hiện đúng thời gian. Ví dụ, tối hôm trước bạn ăn cơm, sáng hôm sau sẽ đói, cho thấy dạ dày đã tiêu hóa vào ban đêm. Có người uống nước vào buổi tối, sáng hôm sau sẽ đi tiểu, cho thấy cơ thể đã chuyển hóa nước thành dịch và loại bỏ chất thải. Nếu không nghỉ ngơi đúng lúc, quá trình trao đổi chất này sẽ không hoàn thành. Nhiều người ngủ không sâu, sáng dậy thấy mệt mỏi, đó là do cơ thể không sản sinh khí huyết mới. Giống như trồng cây muộn mùa không thu hoạch, để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, cần ngủ đúng giờ và chú ý đến bữa tối. Bác sĩ nhắc nhở, mùa nào cũng vậy, không nên ăn tối quá muộn và quá no. Y học cổ truyền nói rằng, dị bất hòa, tắc ngọa bất an, nghĩa là nếu dạ dày không yên, giấc ngủ sẽ không an. Người ta nói, không ăn cơm nén, nghĩa là không ăn quá no trước khi ngủ. Nếu ăn quá no, sẽ có các triệu chứng như sau, trẻ nhỏ ăn quá no hoặc có thức ăn không tiêu hóa, sẽ không buồn ngủ vào 8 đến 9 giờ tối mà lại càng tỉnh táo hoặc quấy khóc. Trẻ ngủ được cũng sẽ nằm sấp vì bụng khó chịu. Có người lăn lộn trong giấc mơ, sáng dậy thấy giường gối bừa bộn.
người lớn cũng không tránh khỏi việc phải tham gia các bữa tiệc, ăn uống nhiều, thậm chí uống rượu. Những người này thường bị đờm dãi nhiều khi ngủ, chảy nước miếng ướt gối, ngáy to, thậm chí ngưng thở khi ngủ. Người ngáy to thường khiến người khác không ngủ được, nhưng sáng dậy lại thấy mình chưa ngủ đủ. Đó là do đờm dãi cản trở đường thở, làm gián đoạn giấc ngủ. Những người này không thực sự ngủ, mà chỉ là hôn mê. Những người gặp phải tình trạng dạ dày không yên, giấc ngủ không an có thể thử phương pháp thực dưỡng dưới đây. Có thể đến tiệm thuốc đông y mua 30 gram hạt cải củ rang. Lưu ý là phải mua loại đã rang, không mua loại sống. Sau đó, đem 30 gram hạt cải củ này nấu với nước, đun sôi từ 20 đến 30 phút, rồi lọc lấy khoảng 100 đến 150ml nước thuốc. Thêm chút đường đỏ, để thuốc có vị hơi cay ngọt, dễ uống và cả trẻ em cũng có thể uống được. Hạt cải củ chính là hạt của cây cải củ, có tác dụng rất tốt trong việc tiêu hóa, tiêu đờm và làm tan khí tích. Mùa xuân đến, dạng vật đều hồi sinh, đồng hồ sinh học của cơ thể cũng tự điều chỉnh theo thời tiết. Chúng ta đã nói rằng, vào mùa xuân, người nên dần chuyển từ trạng thái ngủ sớm dậy muộn của mùa đông sang ngủ sớm dậy sớm. Câu tục ngữ nói rằng, một ngày bắt đầu từ buổi sáng, một năm bắt đầu từ mùa xuân. Người khỏe mạnh thường đầy năng lượng và nhiệt huyết vào buổi sáng và mùa xuân, còn người không khỏe thì không như vậy. Theo lý thuyết y học cổ truyền, khi người nằm xuống ngủ, máu sẽ trở về gan. Gan tích trữ máu và lưu trữ hồn phách. Khi ngủ, máu và khí mà cơ thể sử dụng ban ngày sẽ được gan tích trữ. Gan thuộc hành mộc trong ngũ hành, có đặc tính thẳng và có thể co giãn. Người khỏe mạnh, ban ngày gan sẽ giải phóng năng lượng và khí huyết, ban đêm gan sẽ tích trữ khí huyết. Người không khỏe, gan như cây cằn cỗi, mất đi độ đàn hồi. Ban ngày, gan không thể giải phóng khí huyết, khiến người uể oải. Ban đêm, gan không thể tích trữ khí huyết, làm người ngủ không yên, hay mơ, hoặc dậy sớm. Hiện nay, nhiều người coi việc ngủ tự nhiên không cần báo thức là một tiêu chuẩn hạnh phúc, nhưng người dậy sớm không cần báo thức cũng là dậy tự nhiên, nhưng lại là dấu hiệu không khỏe mạnh. Mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và thể chất. Vậy làm sao để đối phó với mất ngủ và dậy sớm? Đầu tiên, để gan mở rộng và giải phóng khí huyết, người nên ăn thực phẩm cay như ớt, hành, tỏi, hạt tiêu và uống rượu. Để gan tích trữ khí huyết, nên ăn thực phẩm có vị chua và lạnh như trái cây, ô mai, giấm, gạo nếp, khoai mỡ, hạt sen. Nguyên nhân dậy sớm là do gan không thể tích trữ khí huyết, nên cần ăn ít thực phẩm cay, đặc biệt là vào bữa tối, và tăng cường thực phẩm chua như sữa chua, cháo hạt sen. Ngoài ra, thịt dê và thịt gà có tính nóng, có thể kích thích quả ở tâm và gan, đặc biệt là thịt gà có thể làm tăng quả khí, gây khó ngủ và dậy sớm. Nhìn gà và chim, chúng thường thức dậy rất sớm và kêu rất ồn ào. Vì vậy, người ăn nhiều thịt gà, đặc biệt là kèm theo gia vị cay, dễ bị khó ngủ và dậy sớm. Nếu bạn đã gặp vấn đề về giấc ngủ nhưng vẫn muốn ăn thịt gà, hãy thử cách truyền thống là hầm gà với nấm. Vì nấm có tính hàn, giúp điều hòa tính nóng và kích thích của thịt gà. Câu nói ba thước băng không phải lạnh trong một ngày nhắc nhở rằng, ngoài chế độ ăn uống, người bị dậy sớm cũng nên chú ý đến cảm xúc của mình. Người có sự tức giận tích tụ mà không thể giải tỏa dễ bị dậy sớm. Vì vậy, tôi khuyến nghị bạn một quyệt vị là thái xung nằm giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai. Thường xuyên xoa bóp quyệt này theo hướng xuống dưới, có thể giúp giảm bớt sự tức giận và căng thẳng, giúp ngủ ngon hơn. Câu nói giận dữ phát đỉnh đầu ý nói rằng, khi thái xung quyệt quá mạnh, sẽ làm gan khí thăng lên và gây dậy sớm. Chủ đề về dậy sớm hôm nay đến đây là kết thúc.
Cảm ơn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong chương trình sau. Mùa xuân, người nên điều chỉnh thời gian sinh hoạt thành ngủ sớm dậy sớm. Tuy nhiên, có người dù đã nằm xuống sớm nhưng vẫn không thể ngủ được. Hôm nay, bác sĩ Từ Văn Bân sẽ tiếp tục phân tích vấn đề giấc ngủ, nói về nguyên nhân và cách giải quyết khó ngủ. Y học cổ truyền điều trị khó ngủ, trước hết là tìm nguyên nhân và điều trị theo triệu chứng. Tổng thể, nguyên nhân chia thành 4 loại. Thứ nhất là do quá phấn khích, quả khí ở tâm quá mạnh. Sau những kích thích lớn, niềm vui lớn, tâm khí hoặc tâm quả quá mạnh, làm người nằm đó suy nghĩ mãi không yên, không thể ngủ được. Biểu hiện của mất ngủ do tâm quả quá mạnh là lưỡi đỏ, có những nốt đỏ ở đầu hoặc cạnh lưỡi, gọi là mụn mờ trong y học cổ truyền. Trường hợp này cần hạ bớt tâm quả. Chúng tôi khuyên bạn trước khi ngủ nên xoa bóp huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân, vì trong ngũ hành, tâm là quả, chỉ có nước của thận mới có thể dập tắt quả, và huyệt dũng tuyền là huyệt đầu tiên của kinh thận. Khi xoa bóp huyệt này trước khi ngủ, sẽ giúp tâm trạng yên tĩnh hơn. Ngoài ra, người có tâm trạng quá phấn khích nên ăn ít đồ mặn, bao gồm mì chín và hạt nêm, và ăn nhiều thực phẩm đắng, mát như mướp đắng, uống trà tâm sen để hạ bớt tâm quả, giúp ngủ ngon hơn. Nguyên nhân thứ hai gây mất ngủ cũng là do tâm quả, nhưng là tâm quả hư yếu, biểu hiện là nằm đó bực bội không ngủ được, nhưng khi dậy làm gì đó thì không làm nổi. Người này có thể suy nghĩ lung tung, nhưng những điều họ nghĩ không liên quan gì đến họ. Biểu hiện là lòng bàn tay và chân nóng, lưỡi đỏ nhưng không có rêu lưỡi. Trường hợp này không nên dùng cách làm mát quả, mà nên bổ âm dịch như thêm nước vào nồi. Có thể dùng các loại thuốc bổ âm lạnh nhưng có tác dụng bổ dưỡng như lòng đỏ trứng gà, a dao, thêm hoàng liên và sinh địa, nấu thành thuốc uống. Lòng đỏ trứng không nên nấu quá chín, có thể khuấy vào thuốc hoặc nước vừa nấu để uống, giúp bổ âm. Nguyên nhân quan trọng nhất gây khó ngủ là do thực quả, tức là ăn quá nhiều, quá no hoặc ăn quá muộn. Có người ăn thêm bữa khuya hoặc ăn đêm, rồi không ngủ được, lăn lộn như lật bánh. Dân gian gọi là bị chặn trên giường. Y học cổ truyền nói dị không yên, giấc ngủ không an. Để điều trị mất ngủ do ăn quá nhiều, hãy tập thói quen ăn ít dần và ăn thanh đạm dần mỗi ngày. Một thói quen thường mất 21 ngày để hình thành và thường mất 66 ngày để bạn thấy được tác dụng. Loại mất ngủ cuối cùng là do quả khí ở gan, gan không tích trữ máu. Người này thường ăn đồ cay hoặc uống rượu vào bữa tối, không say nhưng hưng phấn, khó ngủ. Chúng tôi khuyên nên ăn thực phẩm chua như trái cây chua, táo, lê, ô mai, hoặc nấu cháo chua như cháo khoai mỡ, cháo hạt sen. Khi nấu hạt sen, nếu tâm quả không quá mạnh, có thể bỏ phần tâm sen, chỉ dùng phần hạt. Khó ngủ rất khó chịu, nên khi gặp vấn đề mất ngủ, hãy tự xem xét cảm xúc và thói quen sinh hoạt để tìm nguyên nhân, không để tình trạng kéo dài. Chủ đề về mất ngủ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong chương trình sau. Ngáy có phải là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ? Y học cổ truyền nhận thức và điều trị bệnh này như thế nào? Hội chứng ngưng thở khi ngủ và ngáy không phải là một. Nhiều người ngáy nhưng không có bệnh này, và ngược lại, có người không ngáy nhưng bị hội chứng ngưng thở khi ngủ. Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân là trong lúc ngủ, họ bị ngừng thở, không hít vào cũng không thở ra. Có người ngừng thở rất lâu, thậm chí có người ngừng thở và tử vong trong khi ngủ. Bệnh nhân thường không gặp khó khăn khi vào giấc ngủ, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay, nhưng trong quá trình ngủ, họ ngáy rất to và có những khoảng ngừng thở, sau đó tỉnh dậy rồi lại ngủ tiếp, lặp đi lặp lại. Vì vậy, bệnh nhân cảm thấy mình không ngủ đủ giấc cả đêm, nhưng người khác thấy họ ngủ rất say,
ngáy rất to. Bệnh nhân thường mệt mỏi vào ngày hôm sau, buồn ngủ, hay ngáp, thậm chí có người ngủ gật khi lái xe, rất nguy hiểm. Thực tế, nhiều quốc gia đã có những vụ tai nạn giao thông do bệnh nhân hội chứng ngưng thở khi ngủ gây ra vì buồn ngủ ban ngày. Vì vậy, Mỹ có quy định kiểm tra giấc ngủ định kỳ đối với tài xế xe khách hoặc xe tải để đảm bảo an toàn. Nếu xác định bị hội chứng ngưng thở khi ngủ, cần điều trị và chú ý điều gì? Ngáy là trạng thái mà cả thở ra và hít vào đều gặp khó khăn. Nhiều người cho rằng vì mình béo, cằm ngắn, lưỡi và họng to gây tắc nghẽn đường thở nên đi phẫu thuật. Nhưng thực tế cho thấy hiệu quả của phẫu thuật này không được lý tưởng, thậm chí sau phẫu thuật còn gây ra hậu quả là khi ăn bị nghẹn. Nguyên nhân bề mặt của ngáy là do mô họng bị sưng, phù nề và to lên. Nguyên nhân sâu xa hơn là đờm làm tắc nghẽn đường thở, đờm dư thừa tắc nghẽn ở họng, khí quản, phế quản và thậm chí trong phế nang, cản trở sự trao đổi oxy và CO2. Ban ngày khi tỉnh táo, người có thể tự nhiên ho ra đờm hoặc chất nhầy, nhưng khi ngủ, chức năng này mất đi, đờm tắc nghẽn bên trong gây cản trở. Vì vậy, chúng tôi khuyên bệnh nhân trước hết không nên ăn quá no vào bữa tối, không ăn quá muộn, hoặc ăn quá mặn hoặc quá nhiều dầu mỡ. Tốt nhất là ăn các loại ngũ cốc nguyên cám, những thực phẩm có giỏ và cám giúp tiêu hóa và hóa giải đờm tích tụ. Trước khi ngủ, có thể uống súp củ cải hoặc ăn củ cải trắng sống cả giỏ, giúp đờm thoát ra dễ dàng. Mọi người đều biết rằng oxy được hấp thụ nhờ hồng cầu và hemoglobin phân phối oxy trong cơ thể. Khi mỡ trong máu cao, hemoglobin giảm, dù hít oxy vào, tim và não cũng bị thiếu oxy và máu, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Mỡ máu cao là bệnh sâu hơn, cần điều trị chậm. Ngoài việc giảm hoặc không ăn nhiều dầu mỡ, cần tăng cường khả năng tiêu hóa, đốt cháy và tiêu hao mỡ thừa trong cơ thể. Làm sao để đốt cháy mỡ thừa? Trước hết, phải tăng nhiệt độ ruột non, tăng hiệu quả hoạt động của enzyme tiêu hóa. Người có mỡ máu cao nên tránh ăn trái cây và uống đồ lạnh, thay vào đó nên uống trà đen hoặc trà bánh. Khi pha trà bánh, có thể thêm chút muối, không thêm sữa, hoặc uống trà phổ nhĩ chín, giúp giảm mỡ máu. Ngoài ra, nên ăn ít đồ chiên rán, thay vào đó là bánh mì nướng hoặc bánh nướng. Hôm nay, tôi giới thiệu một loại trà thảo dược giảm mỡ máu, dùng 5 gram vỏ cam khô, pha nước uống thay trà. Vỏ cam là lớp màng trắng giữa vỏ và thịt cam, có bán ở tiệm thuốc. Nếu ăn cam, bạn có thể giữ lại vỏ cam, phơi khô để dùng. Nếu mỗi người ngủ 8 giờ mỗi ngày, thì trong cuộc đời, thời gian ngủ chiếm 1/3. Vì vậy, giấc ngủ rất quan trọng và việc chọn lựa phòng ngủ và đồ ngủ là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Chúng ta nên sắp xếp phòng ngủ và chọn đồ ngủ như thế nào? Trước hết, chúng ta nói về phòng ngủ. Phòng ngủ nên nhỏ, tạo cảm giác an toàn và thoải mái. Khi mua nhà, chọn phòng ngủ nên đảm bảo không gian riêng tư. Phòng ngủ nên nhỏ và phải chú ý đến cách bài trí đồ vật trong phòng. Trong phòng ngủ, cần loại bỏ những thứ gây phiền toái cho tâm trí, đứng đầu là tivi. Nhiều người quen đặt tivi trong phòng ngủ, cầm điều khiển xem đến khi buồn ngủ rồi mới ngủ. Có người xem tivi ngủ, nhưng vẫn mơ liên quan đến nội dung vừa xem, giấc ngủ kém chất lượng. Tivi mang đến nhiều thông tin và hình ảnh, kích thích và ảnh hưởng đến cảm xúc. Vì vậy, tivi trong phòng ngủ như một người lạ, cần loại bỏ. So với xem tivi, nghe radio khi ngủ tốt hơn, nhưng nội dung radio nên chọn chương trình nhẹ nhàng như bài hát ru ngủ hoặc buổi diễn thuyết. Tuy nhiên, tôi không khuyên dùng cách này, khi ngủ tốt nhất là đạt trạng thái tỉnh.
Một điều khác cần loại bỏ là điện thoại di động và điện thoại bàn. Nhiều người quen hoặc bị buộc phải mở máy 24/24. Khi đang hoặc chuẩn bị ngủ, nếu bị chuông điện thoại làm giật mình, rất dễ tổn thương tâm thần. Vì vậy, tôi thường khuyên bệnh nhân và bạn bè, khi ngủ nhất định phải tắt điện thoại di động hoặc rút điện thoại bàn. Vấn đề lớn để mai hãy giải quyết. Còn một vấn đề khác là đồng hồ báo thức. Bị đồng hồ báo thức đánh thức trong thời gian dài cũng gây tổn thương tâm thần. Tôi khuyên mọi người học cách giao tiếp với bản thân mỗi đêm trước khi ngủ, nói thầm với mình rằng ngày mai mình sẽ dậy lúc mấy giờ. Ban đầu có thể không hiệu quả, nhưng dần dần tạo được cơ chế giao tiếp này. Ví dụ bạn nói mình sẽ dậy lúc 6 giờ sáng, thì cơ thể sẽ tự nhiên tỉnh dậy gần 6 giờ, và cách tỉnh dậy tự nhiên này sẽ khiến bạn cảm thấy rất thoải mái. Để có giấc ngủ tốt, môi trường phòng ngủ rất quan trọng, và đồ ngủ cũng không thể thiếu. Vậy chọn đồ ngủ như thế nào là lý tưởng? Về việc chọn đồ ngủ, tức là giường ngủ, trước đây tôi nói rằng ở một số nơi phía Bắc có thể ngủ trên giường sưởi. Giường sưởi cứng, hỗ trợ xương, giúp gân và cơ trên xương thư giãn, ngủ dậy cảm thấy rất thoải mái. Giường sưởi cần chú ý là phòng phải lạnh, giường phải nóng. Như vậy, khi nằm ngủ sẽ không thấy khó chịu. Nhưng ở thành phố lớn, phòng đã nóng, không thích hợp để dùng giường sưởi, chỉ có thể ngủ giường. Vì vậy, giường cần phải cứng. Tiêu chuẩn cứng là đặt một cốc nước bên kia giường, khi bạn nằm xuống, nước không đổ ra ngoài. Một đồ ngủ khác là gối. Khi nằm nghiêng, gối phải có độ cao bằng khoảng cách từ đầu đến vai, tức là từ cổ đến vai. Theo phương pháp truyền thống, nên chọn gối làm từ vỏ hạt kiều mạch, vì vỏ hạt kiều mạch thông thoáng và có độ đàn hồi, cứng mềm vừa phải, điều chỉnh theo tư thế của đầu. Bạn cũng cần loại bỏ cây xanh trong phòng ngủ. Ban đêm không có ánh sáng, cây cũng hô hấp, hút oxy và thải CO2, cạnh tranh oxy với con người. Ngoài ra, cây xanh cần tưới nước, độ ẩm tăng, không tốt cho chất lượng giấc ngủ. Cuối cùng, bí quyết để không mất ngủ, để ngủ ngon khi đêm về, chính là hai chữ buông bỏ. Buông bỏ là điều chúng ta nên làm để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Với những chuyện không vui ở quá khứ, thôi day dứt và hoài niệm về nó. Với những người không còn bên cạnh ta, thôi níu kéo để cả hai được bình yên. Với những việc không thể làm được, thôi tự trách và để nó ngủ yên. Những người biết cách buông sẽ không sống trong áp lực, đau khổ, không bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Trên môi bạn luôn có nụ cười và bạn sẵn sàng đối mặt với thách thức ở phía trước. Bạn là người luôn cảm thấy vui vẻ, an nhiên tự tại trong cuộc sống. Tâm biết buông giúp cho tâm hồn tĩnh lặng, cảm nhận được hạnh phúc, bình yên. Vì thế, thay vì phiền não bởi những việc nhỏ nhặt, so đo với người khác, hãy dùng thời gian quý báu của chúng ta để làm những việc có ý nghĩa, sống một đời tùy duyên thuận tự nhiên. Xin chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể sống một đời bình an trọn vẹn. Cảm ơn đã dành thời gian theo dõi Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và hẹn gặp lại.